Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp trong sáu đó nhiệm màu. Trong ngày một kiếp có tìm cầu, con đã nghe thấy duyên trì tụng nguyện tọa như lai nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Thâm Mật Giải Thoát quyển 5. Phẩm 10 Thánh Diễn Bồ Tát Quán Thế Tự Tại thưa hỏi phần 2. Thánh Diễn Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, có gì các Bồ Tát tâm không thích nhiều quả báo của Ba La Mật mà lại rất ham thích các hạnh Ba La Mật? Đức Phật nói, này Quán Thế Tự Tại, nên biết có năm pháp, đó là vui giới cái vui, mừng rỡ tăng thêm, nắm giữ lợi mình và lợi người, vui giới đời vị lai, vui giới báo ân, không như mất các pháp, không mất các pháp ấy. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, các Ba La Mật này, mỗi pháp có bao nhiêu sức thù thắng vi diệu? Đức Phật nói, này Quán Thế Tự Tại, nên biết các Ba La Mật này, mỗi pháp đều có bốn sức tu tán vi diệu, đó là Bồ Tát tu hành các Ba La Mật sẽ là tâm sân lận ganh ghét, sẽ là tâm phá giới, sẽ là tâm sân hận, sẽ là tâm biến nhát, sẽ là tâm tán loạn, sẽ là các tâm các kiến có khả năng thành tựu các công đức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trước mắt thân nắm lấy thân của mình và thân của người, ở đời vị lai có khả năng đạt được quả báo tốt đẹp rộng lớn vô tận. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, các Ba La Mật này, những gì là nhân, những gì là quả, những gì là lực? Đức Phật nói, đại bi là nhân, ham thích nắm giữ chúng sinh là quả, có khả năng đầy đủ bồ đề là lực, nên biết như vậy. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, tất cả vật chất của các Bồ Tát tùy ý mà sử dụng, không thể cùng tận. Bồ Tát là có tâm đại bi thương xót, chứ có gì chúng sinh ở thế gian chịu mãi đủ khổ nghèo cùng. Đức Phật nói, được Quán Thế Tự Tại, chúng sinh này tự gây ra nghiệp tội lỗi. Bồ Tát với lòng từ thương, thường muốn cho tất cả chúng sinh giàu có, vui thích vô tận. Trong lòng lúc nào cũng giữ vững niềm thương nhớ, không chút lay động. Này Quán Thế Tự Tại, đối với chúng sinh, tự mình không gây ra tội chướng, chúng sinh ở thế gian không có nghèo cùng. Này Quán Thế Tự Tại, ví như tất cả các ngạ quỷ bị cái khác bức bách, như từ xa trong thế mọi sông suối biển cả đều khô cạn, như thế đâu phải là lỗi của sông suối biển cả, mà do các ngạ quỷ này tự gây ra nghiệp báo. Các vị Bồ Tát đã đem tất cả của cải cho chúng sinh, nhưng biển cả ấy không có lỗi lầm, như các chúng sinh phải tự chịu khổ nghèo cùng, như các ngạ quỷ ấy tự tạo ra ác nghiệp, cho nên có quả báo như vậy chẳng phải, đó chẳng phải là lỗi của Bồ Tát. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, những gì là Ba La Mật của Bồ Tát nắm giữ các pháp không thể tướng? Đức Phật nói, này Quán Thế Tự Tại, trí tuệ Ba La Mật nắm giữ các pháp không thể tướng. Quán Thế Tự Tại thưa bạch Thế Tôn, nếu trí tuệ Ba La Mật của Bồ Tát nắm giữ các pháp không có thể tướng, thì có gì trí tuệ Ba La Mật không nắm giữ các pháp có thể tướng? Đức Phật nói, này Quán Thế Tự Tại, ta nói nắm giữ không thể tướng. Không thể tướng ấy có nghĩa là ông chữ danh mắt vào ngôn ngữ. Vì sao? Vì pháp không thể tướng, liền tất cả danh tử ngôn ngữ nội thân chứng pháp không thể đem tên gọi câu pháp ra để nói. Ta chỉ nương vào tên gọi lời nói của trí tuệ để nắm giữ các pháp không thể tướng. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, theo như lời Đức Thế Tôn nói, các Ba La Mật tuy cận Ba La Mật, đại Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Ba La Mật, thế nào là cận Ba La Mật, thế nào là đại Ba La Mật? Đức Phật nói, này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát từ vô lượng kiếp đã tu hành bố thí và các Ba La Mật có khả năng đạt được tất cả pháp lành lúc đáo, nhưng Bồ Tát ấy còn đủ tánh phiền não hiện hành trong tâm. Phiền não đó không làm nhiễm Bồ Tát, trái lại Bồ Tát có khả năng hàng phục phiền não, đó là tánh hạnh địa đối với nhu nhuyễn tính tâm để tu các hành, đây gọi là Ba La Mật. Này Quán Thế Tự Tại, lúc còn ở trong vô lượng kiếp tu hành pháp lành tăng thượng đức đáo, tâm hành phiền não Bồ Tát ấy có khả năng hàng phục phiền não không thể hàng Bồ Tát, nghĩa là chưa nhập được địa thứ nhất, nên biết như thế. Này Quán Thế Tự Tại, đó gọi là cận Ba La Mật. Là nữa này Quán Thế Tự Tại, Bồ Tát ở trong vô lượng kiếp tu hành đức đáo pháp lành, thường thường tất cả phiền não không hiện hành trong tâm của Bồ Tát ấy. Đó là từ địa thứ nhất đến địa thứ 8, địa thứ 10. Này Quán Thế Tự Tại, nên biết, đó gọi là Đại Ba La Mật.
Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, Bồ Thế Tôn, trong cái địa này có bao nhiêu phiền não kết xử? Đức Phật nói, được Quán Thế Tự Tại có ba thứ phiền não kết xử: hai bạn sở phiền não, bạc sở phiền não, vi tế sở phiền não. Này Quán Thế Tự Tại, thế nào là hai bạn sở phiền não? Nghĩa là từ địa thứ nhất cho đến địa thứ năm không câu sinh phiền não, nhưng lại câu sinh phiền não bạn. Hai bạn sở phiền não không hiện hành trong tâm Bồ Tát ấy, thế nên ta nói hại bạn sở phiền não. Là Quán Thế Tự Tại, thế nào là bạc sở phiền não? Nghĩa là đi thứ sáu, đi thứ bảy, vì thế vô minh sở phiền não, đi Bồ Tát tu hành làm cho mòn đi vô minh phiền não đó, đó gọi là bạc sở phiền não. Là Quán Thế Tự Tại, thế nào là vi tế, cực vi tế phiền não? Là từ địa thứ tám đến các địa thường thường, tất cả vô minh có sở phiền não không hiện hành trong tâm, chứ có chương vi tế của tất cả cảnh giới. Là Quán Thế Tự Tại nên biết đó gọi là ba thứ kết sở phiền não. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, Bồ Thế Tôn, theo lời Đức Thế Tôn nói, Bồ Tát các đức tất cả lỗi lầm, tức là các đức các sở. Bồ Thế Tôn, Bồ Tát đoạn bao nhiêu lỗi lầm mới gọi là các đức các sở? Đức Phật nói là Quán Thế Tự Tại Bồ Tát đoạn ba thứ lỗi lầm thì mới có thể các đức các sở. Những gì là ba? Là da, da trong và xương. Này Quán Thế Tự Tại, bắt đầu các đức chướng ngại của da đều được bốn, được lỗi lầm thứ nhất. Kể đến các đức chướng ngại của da trong đã được lỗi lầm thứ hai. Tiếp nữa là các đức chướng ngại của xương để được lỗi lầm thứ ba. Ta nói rằng đến giai đoạn này là dứt sạch tất cả sự, nên biết đó gọi là Phật địa. Và Tát Quán Thế Tự Tại thưa Bà Thế Tôn, bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mới đoạn được các lỗi ấy? Đức Phật nói là Quán Thế Tự Tại và trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp: vô lượng thời, vô lượng tháng, vô lượng nội tháng, vô lượng đêm, vô lượng ngày, vô lượng niệm, vô lượng sắc na, vô lượng vô hầu đa, vô lượng la bà kiếp mới đoạn được các loại ấy, nên biết như vậy. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, trong các địa này phiền não của Bồ Tát có những ấn tướng gì, có những công đức nào? Cuối xin Đức Thế Tôn nói điều đó để cho con được biết. Đức Phật nói là Quán Thế Tự Tại nên biết, không có gì ấn tướng sinh các phiền não, có vô lượng công đức sinh các phiền não. Vì sao? Vì các vị tâm thánh của Bồ Tát ở trong địa thứ nhất là chứng đối giới tất cả pháp giới, khéo có khả năng hiểu biết tất cả pháp giới. Thế nên Bồ Tát có khả năng biết như thật các phiền não sinh, chứ chẳng phải là không biết. Thế nên trong tự thân không có nhiễm tướng, do không thể sinh các lỗi lầm, khổ sở nó không có các lỗi. Do gì cõi chúng sinh mà các đức nhân quả, do lượng công đức của Bồ Tát sinh các phiền não. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại khen ngợi, hoặc là hiếm có Bồ Thế Tôn, là Đại Bồ Đề cho có khả năng tạo đất lớn, cho các Bồ Tát sinh các phiền não, hạ phục tất cả thanh văn duy giác, tất cả căn lành, huống gì là cho lượng các công đức khác. Bồ Tát Quán Thế Tự Tại bạch Đức Phật, Bồ Thế Tôn, như Đức Thế Tôn nói, thanh văn thừa, đại thừa là nhất thừa. Vì ý gì mà Đức Thế Tôn nói như thế? Này Quán Thế Tự Tại, trong thanh văn thừa, ta nói đủ các loại pháp, nào là năm ấm, sáu nhập trong, sáu nhập ngoài. Những pháp như thế ta nói đó là pháp giới, một nhất vị, như thanh văn thì không thể hay biết. Thế nên ta nói có đủ các loại thừa. Này Quán Thế Tự Tại, có chúng sinh nghe nói như vậy phân biệt rồi dính mắt, người ấy không thể biết của nhất thừa, báo lấy các thừa để chứng cho được pháp ấy. Mỗi người nắm giữ mỗi thừa khác nhau rồi cùng nhau tranh luận, nên biết ý ta là như vậy. Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: một mỗi các pháp tướng, ta nói một, ta nương một lý nói, sinh ra hiệu thấp kém, ta gọi là nhất thừa. Do nghe tiếng phân biệt nhưng không biết nghĩa ấy, nên các thừa trái nhau, chúng sinh kiêu mạn tranh, biết diệu tướng các địa và các chỗ nguyện sanh, thắng tướng đối trị này, ta nói là đại thừa. Thế Bồ Tát Quán Thế Tự Tại thưa, Bồ Thế Tôn, trong Tu Đà La Tâm Mật Giải Thoát thì pháp môn này tên là gì và phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Tự Tại là Quán Thế Tự Tại Tu Đà La này tên là địa ba la mật liệu pháp môn, nên thọ trì như vậy. Lúc Đức Phật nói kinh địa ba la mật liệu nghĩa này, có bài vàng năm ngày Bồ Tát được đại thừa quang minh tâm hội. Phẩm 11. Thánh giả Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi Pháp Phương Tử thưa hỏi: khế đại Bồ Tát Văn Thù Sẽ Lợi Pháp Phương Tử, nương vào sở tác trụ trì nghiệp sai biệt của Như Lai, bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, pháp thân của Như Lai có những tướng gì? Đức Phật bảo Văn Thù Sẽ Lợi: này Văn Thù Sẽ Lợi, tu hành như tập địa ba la mật,
chuyển thân thành tựu được pháp thân vi diệu, nên biết đó gọi là tướng pháp thân của chư Phật Như Lai. Này văn thù sẽ loại pháp thân của chư Phật có hai thứ tướng không thể nghĩ bàn, đó là pháp thân lìa các khí luận, lìa tất cả các hành tướng hữu vi, nhưng các chúng sinh là dính mắc vào khí luận tạo hành tướng hữu vi. Văn thù sẽ loại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, thanh văn duyên giác đã đạt được sự chuyển thân thì gọi là pháp thân hay không phải pháp thân? Đức Phật nói là văn thù sẽ loại không phải pháp thân. Văn thù sẽ loại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, nếu không phải là pháp thân thì là thân gì? Đức Phật nói là văn thù sẽ loại gọi là thân giải thoát chứ không phải là pháp thân. Thanh văn duyên giác đương vào thân giải thoát, chư Phật Như Lai chuyển thân ấy là bình đẳng. Nhưng pháp thân của Phật sai biệt thù thắng, pháp thân thù thắng là hơn tất cả thanh văn duyên giác, công đức vô lượng vô biên ở thân kỳ, thù thắng đặc biệt kỳ lạ không thể thí dụ. Vì đã phân biệt đối trị điên đạo cho nên người ấy gọi nói Như Lai sinh. Văn thù sẽ loại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, chư Phật sinh ra đời có những tướng gì? Đức Phật nói là văn thù sẽ loại hóa thân sinh tướng, tướng tùy thế giới, tướng của tất cả loài, tất cả công đức trang nghiêm gìn giữ sẽ tương ưng, nên biết đó là tướng hóa thân sinh ra thế gian. Này văn thù sẽ loại những pháp thân chư Phật Như Lai thì không sinh. Văn thù sẽ loại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn còn làm sao biết được tướng phương tiện hiện ra sự ứng hóa thân đó? Đức Phật bảo này văn thù sẽ loại tất cả cõi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, ở những nhà có thế lực lớn, về nhà có ruộng phước, cùng lúc có sự hạ cung nhập thai, rồi trụ thai và xuất thai, sinh rồi lớn lên, thọ vui năm dục, rồi thực hành đại xã xuất gia, khổ hạnh chống bồ đề, chỉ bánh xe pháp, rồi nhập niết bàn. Này văn thù sẽ loại nên biết đó gọi là phương tiện hiện ra sự hóa thân. Văn thù sẽ là bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nương vào sức gìn giữ pháp thân của Như Lai có bao nhiêu ngôn ngữ nói pháp cho chúng sinh, Như Lai nói pháp nương vào đó có thể giáo hóa chúng sinh. Người chưa được thuần thục khiến được thuần thục, người được thuần thục rồi khiến được giải thoát. Đức Phật nói này văn thù sẽ lợi, Như Lai có bao ngôn ngữ, đó là nói Tu Đà La Tỳ Ni và Ma Hắc Lạc Đà. Ma Hắc Lạc Già là khế kinh lục tạng và luận tạng. Này văn thù sẽ loại đó là ba thứ nên biết. Văn thù sẽ loại thưa bạch Thế Tôn, những gì là Tu La La, những gì là Tỳ Ni, những gì là Ma Hắc Lạc Già? Đức Phật nói này văn thù sẽ loại một ít pháp sự ta đã nói, nó gọi là Tu La La. Một ít pháp sự là bốn việc, là chín việc, là 29 việc. Này văn thù sẽ loại bốn việc là việc nghe, việc quý y, việc học, việc bồ đề. Đó là bốn việc. Này văn thù sẽ loại nói chính việc là việc chỉ bày bố thí, việc chỉ bày chỉ cho chúng sinh cách thọ dụng, chỉ việc sinh, chỉ việc sinh trụ, chỉ việc nhiễm tình, chỉ đủ các loại việc, chỉ việc hay nói, chỉ việc có thể nói, việc của quyến thuộc, đó gọi là chính việc. Này văn thù sẽ loại 29, nói 29 việc là việc nương vào phiền não đối nhiễm các hành, việc tùy thuận. Thế nào là việc tùy thuận? Là tùy thuận tướng người ấy, đời, vị lai, sinh việc nhân, nương vào pháp tướng ở vị lai mà hành nhân. Việc nương vào tịnh phần quán, tức là việc tu hành xứ ấy, việc khiến tâm trụ, việc hiện thân thọ lạc pháp hành, việc vượt qua tất cả khổ quán hạnh, tức là biết việc ấy như thật. Việc ấy có ba thứ nương vào điên đạo nắm giữ, nương vào tướng chúng sinh, bên ngoài quán tướng là hành nắm giữ, trong tâm không kiêu mạn nắm giữ. Việc tu hành trụ, việc hiện chứng, việc tu hành, việc tái trực hướng kiên cố, việc quán chính thứ ấy, việc quán sát xa lìa, không xa lìa phương tiện, việc hướng tán loạn, việc không tán loạn, không mất, việc tu hành không chướng ngại, việc tu hành lợi ích, việc hướng đến kiên cố, việc hướng đến thật chứng, việc đầy đủ được niết bàn. Như Lai khéo nói pháp tỳ ni, vì thế gian chánh kiến vượt hơn tất cả thù thắng của ngoại đạo. Vì không tu hành pháp ấy, vì sao này văn thù sẽ loại? Nếu đối với pháp tỳ ni của Như Lai đã khéo nói mà không thể tu hành thì khiến cho pháp lành thoái lui, đó không phải là lỗi tàn chiến.
Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng tỳ ni? Này Văn Thù xin lỗi, tướng tỳ ni là Ta Bì Thanh Văn và các Bồ Tát nói Ba La Đề Mộc Xoa và pháp tương ưng Ba La Đề Mộc Xoa, đó là vị tỳ ni. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu pháp là nhiếp Ba La Đề Mộc Xoa? Đức Phật nói, này Văn Thù xin lỗi, Bồ Tát có 7 pháp là nhiếp Ba La Đề Mộc Xoa, đó là Bồ Tát biết nói pháp thọ trì, biết nói việc Ba La Di, biết nói việc lỗi lầm, biết nói cái thể của việc lỗi lầm, biết nói cái thể của việc không lỗi lầm, biết nói về việc khởi lên lỗi lầm, biết nói về việc mất pháp thọ trì. Này Văn Thù xin lỗi, đó gọi là 7 pháp nhiếp Ba La Đề Mộc Xoa của Bồ Tát, nên biết như vậy. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là Ma Đắc Lạc Già? Này Văn Thù xin lỗi, ta đã nói 11 thứ tướng thể hiện liễu nghĩa kinh, đó gọi là Ma Đắc Lạc Già. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, những gì là 11 tướng Ma Đắc Lạc Già? Đức Phật nói, này Văn Thù xin lỗi, đó là tướng Thế Đế, tướng Đại Nhất Nghĩa Đế, tướng Quán Pháp Bồ Đề Phần, tướng Pháp ấy, tướng Thường Thể, tướng Pháp Quả ấy, tướng có nhận lời nói Pháp ấy, tướng Pháp Chướng ấy, tướng Pháp Tùy Thuận ấy, tướng lỗi lầm của Pháp ấy, tướng lợi ích của Pháp ấy. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng Thế Đế? Này Văn Thù xin lỗi, tướng Thế Đế có 3 thứ, đó là nói về nhân tướng, nói về phân biệt thể tướng, quán các pháp, suy nghĩ tạo ra đủ các loại nghiệp tướng, nên biết như thế. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng Đệ Nhất Nghĩa Đế? Này Văn Thù xin lỗi, tướng Đệ Nhất Nghĩa Đế có 7 thứ, như 7 thứ chân như đã nói ở trước. Một, hành tướng Đệ Nhất Nghĩa Đế, hữu vi từ vô thủy. Hai, tướng Đệ Nhất Nghĩa Đế, nghĩa là ngã không, pháp không. Ba, duy thức Đệ Nhất Nghĩa Đế, biết hành hữu vi, chỉ là tâm thức. Bốn, duy mắt Đệ Nhất Nghĩa Đế, nghĩa là ta nói, khổ đế. Năm, tà hành Đệ Nhất Nghĩa Đế, nghĩa là ta nói, tập đế. Sáu, thanh tịnh Đệ Nhất Nghĩa Đế, ta nói diệt đế. Bảy, tu hành chân chánh Đệ Nhất Nghĩa Đế, nghĩa là ta nói đạo đế. Này Văn Thù xin lỗi, hành tướng Đệ Nhất Nghĩa Đế, với mắt Đệ Nhất Nghĩa Đế, tà hành Đệ Nhất Nghĩa Đế, ba Đệ Nhất Nghĩa Đế này, tất cả chúng sinh bình đẳng, không sai khác. Này Văn Thù xin lỗi, Đệ Nhất Nghĩa Đế, duy thức Đệ Nhất Nghĩa Đế, hai Đệ Nhất Nghĩa Đế này, tất cả pháp bình đẳng, không sai khác. Này Văn Thù xin lỗi, thanh tịnh Đệ Nhất Nghĩa Đế, thanh duyên giác Bồ Tát, vô thượng chánh đẳng chánh giác, bình đẳng không sai khác. Này Văn Thù xin lỗi, tu hành chân chánh Đệ Nhất Nghĩa Đế cũng như nghe pháp vi diệu sai khác, như quán samatha thì bà sa na, như nắm giữ trí tuệ ba la mật, bình đẳng không sai khác, nên biết như thế. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là quán tướng của Bồ Đề Pháp Phần? Này Văn Thù xin lỗi, quán tướng của pháp Bồ Đề Phần là quán tất cả các việc. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là quán là pháp tướng ấy? Này Văn Thù xin lỗi, pháp tướng ấy là như trong tám cách quán, nên biết. Văn Thù xin lỗi thưa Bạch Thế Tôn, những gì là tám cách quán? Này Văn Thù xin lỗi, là nương vào thật đế, trụ đế, lỗi lầm, công đức, thông tướng, hình tướng, tướng ưng tướng, rộng hẹp nói tướng. Này Văn Thù xin lỗi, thật đế tướng là chân như, trụ đế tướng là nhân tướng, phân biệt thể sai khác, tướng trả lời thẳng, tướng phân biệt trả lời theo câu hỏi, tướng trả lời trực tiếp, tướng thể hiện việc bí mật, tướng lỗi lầm là nói về lỗi của các pháp nhiễm, tướng công đức là ta nói tất cả tịnh pháp là tướng vô lượng lợi ích, tướng thông là nên biết có 6 thứ: chân thực nghĩa thông, đắc thông, thuyết thông, lìa hai bên thông, không thể nghĩ bàn thông, và ý thông. Tướng hình là 3 tướng hữu, thứ hữu vi, 4 thứ nhân duyên của 3 đời. Tướng tương ưng nên biết có 4 thứ: tương ưng tướng đãi, tương ưng với năng tác và sở tác, tương ưng sinh, tương ưng pháp thể. Tương ưng tướng đãi là những nhân gì, những duyên gì có khả năng sinh hành hữu di danh tự chẳng đụng đẳng dụng, đó gọi là tương ưng tướng đãi. Tương ưng năng tác sở tác là những nhân gì, những duyên gì mà có khả năng đạt được pháp, có khả năng sinh pháp, có khả năng sinh pháp rồi để có khả năng thành biện nghiệp, đó gọi là tương ưng năng tác sở. Tướng ưng sinh nghĩa là những nhân gì, những duyên gì để biết pháp, nói pháp, hiện đại pháp, có khả năng thành tựu, có khả năng hiểu biết chân chánh,
Đó gọi là tương ưng sanh. Tương ưng pháp thể, đó sẽ lược có hai thứ sạch và không sạch. Này văn thù sẽ lại, tịnh có năm tướng, bất tịnh có bảy tướng. Này văn thù sẽ lại thế nào là tịnh có năm tướng? Một, hiện tiền thế tướng. Hai, nương vào hiện tiền đó thế tướng. Ba, tự tướng, thí dụ tướng. Bốn, thanh tự tướng. Năm, nó thanh tịnh, a hàm tướng. Này văn thù sẽ lại thế nào là hiện tiền thế tướng? Như là tất cả hạnh hữu vi là vô thường, tất cả hạnh hữu vi là khổ, tất cả pháp là vô ngã. Hiện tiền thấy pháp thế gian nên biết như vậy gọi là hiện tiền thế tướng. Này văn thù sẽ lại thế nào là đâu vào hiện tiền mà thấy tướng, nghĩa là tất cả hành hữu vi là nhất tướng, không mất nghiệp lành và nghiệp ác ở đời vị lai, nương vào thô pháp đó để hiện thấy, nương vào đủ các nghiệp thấy đủ loại chúng sinh để hiện thấy, nương vào nghiệp lành và ác để hiện thấy sự chịu khổ hưởng vui đối với pháp thiện hiện thấy. Những thí dụ như vậy đều nương vào tướng để hiện thấy. Này văn thù sẽ lợi tướng của tự tướng, thí dụ là trong ngoài tất cả thế gian hiện thấy thí dụ nhân duyên, nên biết như thế gọi là tự tướng nhân duyên thí dụ. Nương vào tướng hiện thấy đó, nương vào tướng hiện thấy tướng thí dụ, hướng thẳng đến thành tựu việc ấy, nên biết nó gọi là tướng thành tựu. Này văn thù sẽ lợi thế nào là tướng a hàm thanh tịnh, nghĩa là người nhất thiết trí nói tướng niết bàn vắng lặng, nên biết như thế gọi là tướng a hàm thanh tịnh. Này văn thù sẽ lợi, ông nên xem xét một cách sâu xa về năm tướng thanh tịnh như vậy, xem xét một cách thấu triệt rồi sẽ biết là thanh tịnh, nên biết thanh tịnh rồi sẽ tu hành như vậy. Văn thù sẽ lợi, thưa Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu pháp biết được tướng của người nhất thiết trí? Đức Phật nói, để văn thù sẽ lợi, có năm pháp để biết tướng của người nhất thiết trí, đó là: một, có người xuất thế đối với tất cả các hàng trời người ở thế gian gọi là nhất thiết trí. Hai, có người thành tựu rốt ráo 32 tướng đại nhân để được pháp 10 lực. Ba, có khả năng cắt đứt mọi nghi ngờ cho tất cả chúng sinh. Bốn, có đầy đủ bốn vô ý hàng phục tất cả oán địch của ma. Năm, nói pháp không ai có thể vấn nạn, gây ra chướng ngại khi nói pháp, khi nói về tám quán, tám tánh đạo và bốn và bồ đề phần, hiện chứng và thành tựu bốn quả sa môn. Này văn thù sẽ lợi, nương sinh nương tướng như vậy, các đất nghi ngờ hạ phục không còn ai có thể làm khó dễ, hiện thấy năm pháp sa môn hiện tiền, nên biết đó gọi là tướng người như thiết trí. Này văn thù sẽ lợi, nương vào tương ưng sinh hành, tương ưng hiện thấy, tương ưng lượng, tương ưng tị trí, tương ưng thánh nhân nói pháp, biết năm tướng nên biết đó gọi là tướng thanh tịnh. Này văn thù sẽ lợi, thế nào là bảy tướng không thanh tịnh? Nghĩa là tướng ấy giống như kiến tướng, không tướng ấy giống kiến tướng, có tất cả tướng giống kiến tướng, tất cả không tướng giống kiến tướng. Từ thí dụ dị tướng, tướng bất thành, tướng nói pháp, tướng pháp tướng a hàm không thanh tịnh. Này văn thù sẽ lợi, thế nào là tất cả tướng giống kiến tướng? Nghĩa là tất cả pháp nương vào ý thức biết đồng tướng, như vậy gọi là tất cả pháp tướng giống đồng kiến tướng. Này văn thù sẽ lợi, thế nào là tất cả pháp không tướng giống kiến tướng? Nghĩa là pháp tướng, thể tướng, nghiệp pháp, nhân quả, dị tướng, và mỗi tướng là dị tướng, lúc đó đủ các tướng đó là đại dị tướng, như vậy gọi là tất cả không tướng giống không đồng kiến tướng. Này văn thù sẽ lợi, thế nào là từ thí dụ dị tướng? Nghĩa là tướng ấy giống kiến tướng, thí dụ có tất cả không tướng giống không đồng tướng, vì thành việc ấy nhất tướng nhất hướng không thành, thế nên ta nói không tướng, nói tướng không thành ấy. Này văn thù sẽ lợi, trong tự thí dụ không tướng ấy giống kiến tướng, có tất cả tướng giống đồng tướng, vì thành việc ấy nhất hướng không thành, thế nên ta nói tướng không thành. Nếu tướng không thành thì pháp ấy không thanh tịnh, nếu nói pháp ấy không thanh tịnh thì không nên tu hành, thế nên ta nói tướng ai hàm không thanh tịnh, nên biết bởi tự thánh không thanh tịnh. Này văn thù sẽ lợi, thế nào là pháp thể? Nghĩa là Như Lai ra đời và không ra đời thì vẫn có pháp trụ, pháp thể, pháp giới, nên biết đó gọi là tướng pháp thể. Văn thù sẽ lợi, thưa Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng hẹp rộng?
Lời bác thuộc cho lời nghĩa là được nói một câu. Một câu ấy là thường thượng câu sai biệt của vô lượng câu. Cho đến nói chỗ nên đến, nên biết đó gọi là nói hẹp. Văn thù sẽ lời thưa bà Thế Tôn thế nào là đắc tướng. Này văn thù sẽ lời nghĩa là nắm lấy các pháp. Sẽ thấy bồ đề pháp phần. Ta nói bồ đề pháp phần. Bốn niệm xứ. Đó gọi là pháp tượng thể tướng. Cùng với thế gian xuất thế gian. Sao lìa nhiễm tướng. Quả báo pháp quả của pháp ấy phát khởi công đức thế gian cho xuất thế gian. Đó gọi là đắc tướng. Này văn thù xin lỗi pháp ấy đưa vào trí giải thoát mà thọ dụng nên biết như thế và nói khá thị rộng rãi cho mọi người nó gọi là pháp tùy thuận thể hiện tướng. Này văn thù xin lỗi tu hành bồ đề pháp phần ấy là lìa tướng đạo trái với nhiễm pháp đó gọi là hướng đến chướng pháp nên biết như thế. Này văn thù xin lỗi pháp kia sanh nhiều tăng trưởng gọi là tùy thuận pháp tướng ấy. Này văn thù xin lỗi chướng ngại các pháp ở đó là tướng lỗi lầm. Này văn thù sẽ lời tùy thuận pháp công đức ấy gọi là tướng lợi ích nên biết như thế. Khi Bồ Tát văn thù sẽ lời bạch Đức Phật bạch Thế Tôn với xin Đức Thế Tôn chỉ các Bồ Tát một lần nữa lược nói về nghĩa của Tu La La Tỳ Ni Ma Đắc Lạc Già Ba Tạng Kinh Luật Luận không cùng với tướng của tất cả ngoại đạo nhị thừa Đà La Ni. Chư Phật Như Lai nói pháp sâu xa các Bồ Tát được ý sâu dày. Khi được rồi có khả năng nhập vào tất cả pháp Phật. Đức Phật bảo văn thù xin lỗi. Này văn thù xin lỗi ông hãy lắng nghe. Ta sẽ vì ông mà được nói nghĩa đã nói đi. Các Bồ Tát nghe pháp ta rồi. Có thể được ý ta rồi thì nhập vào pháp của ta. Này văn thù xin lỗi. Thế nào là được nói nghĩa đã nói đi? Đó là tất cả nhiễm pháp, tất cả tịnh pháp, tất cả pháp bất giác. Tướng vô tác, tướng không phân biệt, tướng vô ngã. Ta đã nói các pháp như vậy. Ta đã nói rằng, bất giác vô tác, không phân biệt, không ngã tướng, do tất cả tướng vô giác, vô ngã. Thế nên là nhiễm pháp, chứ chẳng phải trước thì nhiễm, sau được tịnh. Các tịnh pháp cũng chẳng phải trước tịnh, sau gọi là nhiễm. Ngô si phàm phu đưa vào cái nhiễm không thật. Thân chính bất ngã pháp. Tìm tướng tự thể, nương vào nhân, tà kiến, mà nói có ngã. Nghĩa là ta có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể biết vị và có thể xúc giác. Ta có thể biết ta, có thể ăn. Ta nhiễm, ta tịnh. Từ đó sinh ra các hạnh tà kiến. Như vậy nếu người có khả năng như thật biết lìa thân phiền não như vậy, thì người ấy có khả năng lìa hết các phiền não. Các đức mọi hỷ luận rốt ráo trong sạch được thân vô vi không còn tất cả các hành hữu vi. Này văn thù sẽ lời nên biết đây gọi là lược nói nghĩa đà la ni. Lúc đó Đức Thế Tôn liền nói kệ các pháp vốn không nhiễm sau thời không thanh tịnh nhiễm cùng với thanh tịnh là các pháp vô ngã. Thân nhiễm thấy có ngã sinh ra ngã sở tưởng ngã nhiễm và thanh tịnh ngã kiến và bữa ăn. Nó hay biết như vậy, người ấy lìa phiền não, là được thân vô nhiễm, thế nên gọi vô di. Văn thù xin lỗi bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, tâm sinh của Như Lai Thế Tôn. Có những tướng gì, sinh vì con mà nói. Đức Phật bảo văn thù xin lỗi, này văn thù xin lỗi Như Lai chẳng phải tâm ý thức được danh, mà do không có các hành nghiệp, tâm sinh được danh, đưa vào thân ứng hóa, đó. Nói đó là sinh. Văn thù sẽ lời thưa Bạch Thế Tôn, nếu pháp thân lìa các hành nghiệp, thì tại sao lìa các hành do tâm tạo ra mà có thể sinh tâm? Đức Phật nói để văn thù sẽ lời đưa vào cái gốc là phương tiện trí tuệ để tu hành, tự nhiên mà sinh. Này văn thù sẽ lời ví như ngụ nghĩ tâm không giác khởi, nhưng vẫn có thể giác khởi. Này văn thù sẽ lời như nhập diệt tận định không khởi tâm, nhưng đưa vào cái gốc do tâm tạo ra, tự nhiên mà khởi. Này văn thù sẽ lợi như hai việc ngủ nghỉ và diệt tận tâm định không khởi chỉ nương vào cái gốc mà khởi. Như vậy tâm sinh của Như Lai nương vào cái gốc là trí tuệ và phương tiện tu hành thành tựu nên biết như thế. Bồ Tát văn thù sẽ lợi bạch Đức Phật bạch Thế Tôn Phật nói Như Lai ứng hóa sở tác hóa thân là có tâm hay không có tâm. Đức Phật nói này văn thù sẽ lợi
Nó có tâm cũng được, nó không tâm cũng được. Vì sao? Vì tự tâm không được tự tại cho nên nó là không tâm. Phải nhờ tha lực cho nên nó là có tâm. Văn thù sư lợi Bạch Đức Phật Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, hành xứ của Như Lai, cảnh giới của Như Lai, hai pháp này có sai biệt gì? Đức Phật nói, này văn thù sư lợi, nó hành xứ của Như Lai là tất cả chư Phật công đức bình đẳng, không thể nghĩ bàn, là vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh của Phật, đó là hành xứ của chư Phật Như Lai. Này văn thù sư lợi nói, cảnh giới của Như Lai là nói đến năm thứ chúng sinh giới, thế giới, pháp giới, khả hóa, cõi chúng sinh và phương tiện giới. Này văn thù sư lợi nên biết hành xứ Như Lai, cảnh giới Như Lai khác nhau như vậy. Bồ Tát văn thù sư lợi bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, Như Lai chứng đắc đại bồ đề, chỉ bánh xe đại pháp, nhập đại niết bàn, ba tướng này sai khác thế nào, con làm sao để biết? Đức Phật bảo văn thù sư lợi, đây văn thù sư lợi, không có hai tướng, không chứng bồ đề, không phải không chứng bồ đề, không chuyển pháp luân, chẳng phải không chuyển pháp luân, chẳng phải nhập đại niết bàn, chẳng phải không nhập đại niết bàn. Văn thù sư lợi, thưa bạch Thế Tôn, con đã hiểu nghĩa Đức Thế Tôn dạy. Vì sao? Vì pháp thân của Như Lai xưa nay luôn thanh tịnh, hiện ra bằng thân ứng hóa. Văn thù sư lợi, thưa bạch Thế Tôn, chúng sinh thấy thân ứng hóa ấy, nghe thân ứng hóa, hiểu thân ứng hóa, cúng dường ca ngợi thân ứng hóa mà đạt được công đức. Vậy đối với thân nào mà được? Đức Phật nói, này văn thù sư lợi, cho có khả năng nhớ nghĩ chân chánh về thân Như Lai do thân ứng hóa, nên vào sức giữ gìn pháp thân của Như Lai mà được. Văn thù sư lợi, thưa Bà Thế Tôn, đẳng vô tâm, không tạo tác, không hành, vì nghĩa gì? Pháp thân của Như Lai, các chúng sinh mà phóng ánh sáng lớn và hiện ra vô lượng cảnh tượng ứng hóa, còn thân giải thoát của các thành văn với chư Phật không có tướng như vậy. Đức Phật nói, này Văn thù sư lợi, đẳng vô tâm, không tạo tác, thế như trong ba đi nhật nguyệt với các chúng sinh mà phát ra ánh sáng lớn và các Phật như nước lưu ly cho pha lê, đẳng vô tâm không tạo tác, không phát ra tất cả ánh sáng các Phật. Vì sao? Vì đương vào sức giữ gìn của đại chúng mà sinh, đương vào tăng thượng nghiệp của chúng sinh, của chúng mà sinh. Này văn thù sẽ lợi, cái như châu báu khéo mài dũa, nó liền phát ra ảnh tượng, còn các cái không được mài dũa thì không thể phát ra ánh sáng. Này văn thù sẽ lợi, chư Phật Như Lai cũng là như vậy, đương vào vô lượng pháp, xem xét chân chánh, tu hành trí tuệ phương tiện, tạo các nghiệp lành, dung bồi căn lành, đưa vào pháp thân Phật, trí tuệ phương tiện phát ra các ánh sáng, giải phóng vô lượng ứng hóa sắc tướng, thân giải thoát của thân văn duyên giác, không thể tu tập tất cả căn lành, cho nên không thể phát. Văn thù sẽ lại bạch Đức Phật, bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói, đưa vào sức giữ gìn của chư Phật Bồ Tát, tất cả chúng sinh thành tựu trong công đức thế gian, đó là được sinh trong dòng sắc đế lợi ba la môn, nhà đại trưởng giả, cõi nhục, cõi sắc, cõi vô sắc, ở mọi nơi hết thảy thân đều thành tựu tất cả quả báo công đức, tất cả đều nương vào sức giữ gìn của chư Phật Bồ Tát mà được. Vì ý nghĩa gì mà Thế Tôn nói như thế? Đức Phật nói, này văn thù sư lợi, sức giữ gìn của Như Lai và sức của Bồ Tát nói ra tùy theo những đạo nào tu hành những gì. Nếu có người có khả năng nương vào đạo đó mà tu hành như thật thì người ấy thành tựu tất cả chỗ sinh ra, tất cả thân, tất cả quả báo thế gian. Này văn thù sư lợi, nếu người không thể tin theo đạo ấy là không thể tu hành như thật, chê bai pháp của ta, tranh luận pháp ta, đối với thân ta sinh tâm sân hận ác độc, người ấy khi chết thân sinh ra nơi nào, đâu phải chịu tất cả những xấu xa thấp hèn, chịu quả báo ác. Này văn thù sư lợi, đối với nghĩa đó, ông này nên biết, chẳng phải chỉ thành tựu thông thú thường vi diệu do quả báo thù thắng, cho nương vào sức trụ trì của Như Lai, mà khi chịu thân xuất xấu xa thấp hèn do quả báo không tốt, còn nương vào sức trụ trì của Như Lai mà được. Văn thù sư lợi, thưa Bát Thế Tôn, ở trong các cõi nước không sạch pháp nào dễ được, pháp nào khó được? Đức Phật nói, này văn thù sư lợi, trong các cõi nước không sạch có 8 việc dễ được, 2 việc khó được. Những gì là 8? Đó là: một, ngoại đạo dễ được; 2, chịu khổ chúng sinh dễ được; 3, sinh vào nhà thấp hèn, thế lực bại hoại dễ được; 4, chúng sinh ác hạnh dễ được; 5, chúng sinh phá giới dễ được; 6, chúng sinh vào đường ác dễ được; 7, chúng sinh phát tâm tiểu thừa thấp hèn dễ được; 8, Bồ Tát phát tâm hiệp hội dễ được;
Này, Văn Thù trả lời, những gì là hai việc khó được? Bồ Tát tu hành tâm cao thượng khó được, chư Phật Như Lai ra đời khó được. Này Văn Thù trả lời, trong cõi Phật trong sạch có 8 việc khó được và hai việc dễ được, nên biết như vậy. Khi Bồ Tát Văn Thù trả lời, Pháp Vân Tử Bạch Đức Phật, Bạch Thế Tôn, Pháp Môn Tu La La tâm mật giải thoát này, và tên là gì và phụng trì như thế nào? Đức Phật dạy Bồ Tát Văn Thù trả lời Pháp Vân Tử, này Văn Thù trả lời, Pháp Môn này tên là Kinh Thuyết Chư Phật Như Lai trụ trì lực liễu nghĩa. Này Văn Thù trả lời, những gì Như Lai đã nói nghĩa đó là Tu La La liễu nghĩa, ông nên phụng trì. Khi Đức Phật nói Kinh Như Lai trụ trì lực liễu nghĩa này, có 7 vạn 5000 Bồ Tát đã được pháp thân đầy đủ, đại Bồ Tát Văn Thù trả lời Pháp Vân Tử và tất cả các hàng trời người Atula và đại chúng đều vui vẻ thọ nhận tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về bốn ơn ba cõi khắp thế gian chúng sanh đều an trụ trong cõi danh Nam mô A Di Đà Phật, đồng nguyện vãng sanh đồng sanh cực lạc, đồng kiến Như Đà, đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.